để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Sư Pháp Thanh truyền tam quy vật giới cho buổi học tối hôm nay. Dạ, con xin xuống mic. Xin Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, xin truyền phần tam quy giới đến cho quý vị trong đạo tràng. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sangham saranam gacchami, Dutiyambi Buddham saranam gacchami, Dutiyambi Dhamman saranam gacchami, Dutiyambi Sangham saranam gacchami, Tatiyambi Buddham saranam gacchami, Tatiyambi Dhamman saranam gacchami, Tatiyambi Sangham saranam gacchami, Tisaranam paribunnam. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng đã chứng quả chân tri do ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con xem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Buddham saranam gacchami. Dutiyambi Dhammam saranam gacchami. Dutiyambi Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddham saranam gacchami. Tatiyambi Dhammam saranam gacchami. Tatiyambi Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Banatibata Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là phí tránh xa sự sát sanh. Adinadana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là phí tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là phí tránh xa sự tà dâm. Musawada Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sukramaraya Mattamma Dathana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Imani Pancha Sikha Pada Sathukang Kattwa Appapadena Nichakalang Samarakhitappan. Kêu Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải dân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui.
Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumikchachara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayama Chappamadathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Silena suga tình dân tí Silena phoga sambada Silena nếu bút tình dân tí tas ma si lăng quý sô thái dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang có đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giỏi thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cây chư Phật tử có năng thọ trì với lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thụ lành thay. Dạ, sau đây con xin đọc bài thỉnh pháp sư. Brahmachalokadipati sahangpati katanchali andiwarang ayakcha santi thasatta parajakkhajatika dese tu dhammang anukang pimang pajang satham bamering winayang chakayang suttam chabandam abadam macam akotayang to janusak chadangdam babodaneye parasayamak. Phạm Thiên vẫn ngượng ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ pháp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối, không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp, noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri toàn. Dạ, một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh đã truyền tam quy và ngũ giới. Dạ, đạo tràng chúng con đã được an tịnh. Dạ, con xin phép xuống mic để nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. Dạ, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái câu thứ 70 tiếp theo lễ u bô sát. Thì trong phần đầu Đức Phật đã nói với đại tín nữ Visakha về cái sự thực hành của cái ngày lễ u bô sát thá. Theo đời Đức Phật dạy thì nó có ba cái. Thứ nhất là thực hành như là cái người chăn bò, tức là những cái người này đó có cái ngày trai giới có phát nguyện nhưng mà không có cái sự nỗ lực thực hành, cho nên là giống như cái người chăn bò lùa bò ra đồng ăn cỏ rồi chiều lùa về, chỉ làm cái công việc như vậy thôi, không có hưởng cái lợi ích của việc mà mình đi làm công việc là chỉ là chăn bò lùa ra cho ăn rồi lùa về thôi, không có đến cái lợi lạc.
Thứ hai là giống như cái người Bà La Môn Nigantha, tức là những người này cái cũng có họ cũng có nguyện giữ trai nhưng mà hạn lượng, ví dụ như chỉ giữ trai giới loài chúng sanh, ngoài những cái loài đó ra thì họ không có giữ, hoặc là họ giữ ở cái ví dụ như họ nguyện giữ ở cái phương đông thì những chúng sanh ở những cái phương khác thì họ có quyền họ sát hại hoặc là họ gây tổn hại gì đó. Thì như vậy đó thì cái sự giữ giới nó không có được tốt đẹp. Và cái thứ ba đó là cái người mà phát nguyện giữ giới là có sự nỗ lực thực hành, ví dụ như gìn giữ đầy đủ tròn đủ 8 cái chi phần của cái trai giới, không có để cho bị đứt, không có bị để cho ô nhiễm, thì cái người này sẽ được cái sự tốt đẹp. Rồi cái người mà cái sự giữ giới đó trong ngày bát quan trai thì gác bỏ những cái kiêu nguyệt nó không quan trọng để cố gắng gìn giữ cái thời gian của mình để học pháp, hành pháp, hoặc là niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, niệm về cái lợi ích về bố thí, niệm về cái giữ giới, hay là niệm về cái chư thiên, hoặc là phát triển tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đối với chính bản thân cũng như đối với những quyến thuộc, hay là phát triển cái tứ vô lượng tâm này đến tất cả các phương, biến mãn đến tất cả chúng sanh các loài. Thì nếu mà trong những cái ngày mà trai giới mà cái người này thực hành như vậy đó thì sẽ đem đến cái lợi ích giống như cái người nuôi bò. Người nuôi bò thì họ mỗi ngày là họ sẽ dắt lấy sữa bò để nếm được những hương vị của cái sữa bò, biết được cái sữa nó béo như thế nào, nó đem đến những cái chất bổ dưỡng cho cái thân thể mình như thế nào. Thì đó là cái cách mà để mà chúng ta thực hành về cái ngày trai giới. Rồi những cái người mà kiên quyết thực hành giống như bậc thánh thì ở đây chúng ta biết rằng các vị thánh vô lậu suốt đời các ngày gìn giữ trụ tốt đẹp tám cái giới trong đời sống của các ngài. Cho nên đối với những người mà cái chí nguyện cao cả thì người ta sẽ dù cho phải hy sinh tài sản, dù cho phải hy sinh những cái cơ phận thân thể, hay là phải hy sinh cái mạng sống, người ta cũng gìn giữ tròn đủ tốt đẹp 8 cái chi phần. Cho nên là cái giữ giới thanh cao, cao thượng như vậy đó, gọi là giữ giới thực hành bát quan trai giới theo cái hạnh của các cái bậc thánh lậu tận. Đó là những cái chúng sanh muốn được đem đến cái sự giải thoát, cho nên là những cái người này đó thực hành theo cái thọ bát quan trai giới của bậc thánh. Và tiếp theo là đến cái câu thứ 17, sư xin đọc phần chánh kinh rồi sẽ giải thích. Đức Phật nói và cái phần thứ 17 này, cái quả tức là phần trước là những cái nhân, và cái từ 17 này trở đi thì sẽ là cái quả lợi ích của cái sự giữ giới. 17, quả lớn như thế nào, lợi ích lớn như thế nào, chói sáng lớn như thế nào, ánh sáng lớn như thế nào. Quý như này, Visakha, có một người
chủ trên 11 độ lớn trạng bãi báo như ăn Makatha, Kasi, Kosala, Vachi, Manla, Cheti, Wanga, Kuru, Panchala, Matcha, Sura, Sena, Asaka, Anguati, Kanthara, Kambosha. Nhưng chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một trai giới thực hành đầy đủ cả 8 mặt. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thai này Visakha là dương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Thì quý vị biết rằng Đức Phật so sánh những cái lợi ích lớn giống như là một cái người mà đem những cái tài sản bố thí khắp 16 quốc độ. 16 độ đây là cái thời kỳ tại của Đức Phật. Những cái 16 quốc độ này nó ở xung cái vùng Trung Ấn Độ, cho nên là Đức Phật ví là giống như một cái người mà một ông vua có cái quyền rộng lớn, đem bố thí tất cả những vàng bạc, trân châu mã não, tất cả bảy, đem bố thí khắp cả 16 cái kinh đô đó. Nhưng mà so với cái người mà thực hành về cái bát quan trai giới, nó rất là nhỏ nhoi. So sánh ở đây là so sánh về cái phước. Tại vì cái sự bố thí đó, nó đòi hỏi nhiều về cái vấn đề mà tài sản phát sanh lên, cái lộc phát sanh lên là phải và chánh mạng. Bằng cái nghề nghiệp chân chánh, bằng cái phương pháp chân chánh, tự thân mình làm với cái sức lực, với cái tài năng trí tuệ của mình, tạo nên cái của cải này, rồi đem cái của cải này cho, thì cái người nhận đó là phải cái người cũng có giới, giữ giới trong sạch, thì cái phước nó mới lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho giới không có lựa chọn những đối tượng, nếu mà chúng ta bố thí đến những cái người không có giới thì cái phước nó sẽ kém cỏi hơn. Giống như một hạt giống, nếu mà chúng ta gieo vào những cái thửa ruộng mà có đầy đủ phân màu mỡ, rồi không có cỏ cỏ hại, hay là những cái sự phá hoại của thú, hay là không có mặn, không có phèn, thì cái hạt giống nó sẽ đâm chồi và nó sẽ cho cái kết quả rất là lớn. Nhưng mà cũng một hạt giống đó, nếu mà chúng ta đưa vào những cái thửa ruộng mà nó nhiều cỏ dại, rồi nó không màu mỡ, rồi nó có bị côn trùng sâu bọ phá hoại, hoặc là nó bị những cái loài thú mà cắn phá, rồi hoặc là cái chất đất nó không có được tốt đẹp, đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, thì như vậy đó, cái hạt giống nó cũng nảy nở, nó cũng mọc lên, nhưng mà cái quả nó không có mạnh mẽ tốt đẹp đó. Cho nên là Đức Phật ví như là khi mà chúng ta làm những cái công hạnh bố thí như vậy đó, rất là lớn như vậy đó, nhưng mà nó không có đem đến cái lợi ích bằng một ngày một đêm. Mà khi chúng ta phát nguyện rồi chúng ta nỗ lực thực hành cái giới bát quan trai giới đầy đủ, tròn đủ, không có để cho cái giới nào bị đứt, rồi chúng ta nỗ lực lấy cái bát quan trai giới làm nền tảng, rồi chúng ta phát triển về niệm ơn Đức Phật, ơn Pháp, ơn Đức Tăng, niệm về ơn đức của chư thiên, niệm về ơn đức báo, về bố thí, niệm về cái tứ vô lượng tâm, hay là phát triển tu tập thiền định đó.
Thì như vậy nó sẽ đem đến cái một cái lợi lạc rất là to lớn trong đời sống, đem đến cái sự an vui. Thì khi mà chúng ta nỗ lực thực hành là chúng ta ngăn ngừa những cái phiền não nó phát sinh ngay cái thời điểm mà chúng ta thực hành đó, thì sẽ đã làm cho cái một cái nội tâm được định tĩnh, sáng suốt, an tịnh ngay trong đời sống hiện tại. Đó là một cái phước báo to lớn, thù thắng. Rồi nhờ cái phước báo này, nhờ sự nỗ lực tinh cần, chuyên cần chúng ta thực hành, chúng ta chứng đắc các cái tầng thiền. Và nếu mà trong ngày đó chúng gìn giữ đầy đủ cái tâm mình sáng suốt định tĩnh, gìn giữ những cái chi thiền nó được an ổn tốt đẹp, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, thì khi mà những cái chi thiền này được gìn giữ, nếu mà trong cái giây phút trong ngày bát quan trai này mà nếu mà chúng ta chấm dứt tuổi thọ thì chắc chắn sẽ đưa đến những cái cõi trời an vui. Chính đây là cái lợi ích thù thắng của cái việc thọ trì bát quan trai giới. Cho nên á, cái quan trọng của cái sự thọ trì gìn giữ bát quan trai giới là cái sự nỗ lực thực hành, nỗ lực thực hành gìn giữ đầy đủ các cái chi pháp của mỗi học giới. Rồi chúng ta lấy cái giới giới học làm nền tảng để phát triển định. Nhờ cái định tâm thì chúng ta sẽ đem đến cái lợi to lớn. Còn nếu mà mình cũng phát nguyện nhưng chúng ta không gìn giữ các cái chi phần của học giới bát quan trai giới, rồi chúng ta không có sự nỗ lực thực hành phát triển các cái thiện sự như là vấn đề bố thí, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, cái đó, thì như vậy chúng ta không có đem đến cái sự lợi ích. 18, 50 năm của một đời người ha bằng một đêm một ngày của chư thiên, bốn thiên vương. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 50 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên, bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên của bốn thiên vương. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thai là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Ở đây thì Đức Phật đề cập về cái người mà sau khi mà nếu mà gìn giữ bát quan trai giới rồi tạo những cái công đức phước báo khi mà thân hoại mạng chung, thì cái người này tái sanh về cái cõi mà thấp nhất của chư thiên á. Tức là ở đây chư thiên thì chúng ta phải hiểu rằng là có ba cõi trời, cõi trời chư thiên, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Thì cõi mà chư thiên dục thấp nhất cái nhân loại đó gọi là đại thiên vương. À,
cái tiếng Việt á, thì ta nói sao, có nhiều khi tam sao thất bổn à, thì nó có cái sự chênh lệch nhau. Nhưng mà cái chúng ta phải hiểu rằng á, cái điều quan trọng là chúng ta do cái chúng ta sự thực hành à. Bây giờ mình muốn biết là cái cõi tứ đại thiên vương này á, là so sánh ra là 50 tuổi à, là so với 50 năm của nhân loại hay là 500 năm của nhân loại à. Bây giờ mình muốn thực nghiệm chứng đắc thì bây giờ quý vị phải ráng cố gắng nỗ lực tu tập đi à, chúng ta ráng cố gắng tu tập à, chứng đắc cái sơ thiền à, và gìn giữ cái sơ thiền sắc giới này đó cho được trọn vẹn tốt à, thì à, lúc đó chúng ta sẽ được tái sanh về cái cõi tứ đại thiên vương, và lúc đó chúng ta thụ hưởng cái tuổi thọ rồi những cái thiên xúc thiên lạc ở cõi này, thì lúc đó chúng ta sẽ biết là nó là cái tuổi thọ chính xác nó là bao nhiêu. Còn bây giờ thì dựa vào cái tài liệu trên kinh sách à, thì chúng ta chỉ biết nó như vậy à, chúng ta biết trên cái coi như là tạm thời à, theo kinh điển à, à, thì à, ở trong kinh thì nói là cõi này là cái tuổi thọ nó là 50 năm, nhưng mà trong kia thì nói là 500 năm à, thì để thấy nó có cái vấn đề sai biệt. Nhưng mà cái sai biệt này đó nó cũng không có là gì là quan trọng, để rồi chúng ta cố gắng nực thực hành à, để chúng ta có thể biết được à, dù sao đi chăng nữa đó à, một ngày một đêm á à, là nó là nếu mà 50 năm à, thì nó cái phước nó cũng lớn hơn là cái phước của ở nhân loại mình à, một ngày một đêm người ta bằng mình 50 năm là nửa đời người rồi, hay là cái cõi kế tiếp á là cõi Đau Lợi, cõi Đau Lợi thiên á thì theo trong kinh là một ngày một đêm mới là bằng 100 năm à, cái của nhân loại à, nhưng mà ở trong đây đó là một tới cái cõi Đau Lợi thiên này đó à, tới 1.000 năm à, thành ra nó có sự chênh lệch nhau à, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái đời sống các cái vị chư thiên thì nó cũng an ổn, nó không có nhiều bệnh tật khổ sở như cõi nhân loại à, ở cõi nhân loại chúng ta đó là nó ở giữa à, ở giữa cái khổ à, khổ là địa ngục rồi súc sanh ngạ quỷ Atula, thì cái cõi nhân loại mình nó nằm ở chính giữa à, thành ra quý vị thấy rằng cái đời sống của cõi nhân loại á, là
À, có những chúng sanh mà kém phước thì họ sống rất là khổ sở, không khác gì những chúng sanh ở trong bốn cảnh giới khổ đau. Rồi trái lại, nếu mà ở cõi nhân loại nhưng mà chúng sanh hữu phước, à, những người đã tạo trữ nhiều công đức phước báo, à, thì mặc dù là ở cõi nhân loại nhưng mà người này đó họ sống giống như là chư thiên, à, đi đâu có những người tùy tùng, rồi có quyền lực lớn, rồi có tài rất là nhiều, à, rồi có thân bằng quyến thuộc rất là đông, à, họ sống một cái đời sống là không khác gì những cái vị chư thiên. À, thành ra đó, à, ở cõi nhân loại, à, nó có khổ mà cũng có cõi sướng, cũng có hạnh phúc. À, mà đặc biệt á, là ở những cảnh khổ thì sẽ không có bao giờ có điều kiện để mà tạo phước, à, hoặc là những cái cõi trời ở cõi chư thiên, à, thì người ta hưởng cái phước là mà mình đã tạo, chứ cũng không có điều kiện để tạo phước. À, chỉ đặc biệt cái cõi nhân loại là nó vừa có tạo những cái ác nghiệp, mà nếu chúng ta có trí tuệ, có sự tu tập, có sự hiểu biết, à, thì chúng ta sẽ, à, có thể, à, tạo trữ, à, những cái công đức phước báo, à, rất là lớn, à, có thể đưa đến, à, chứng đắc các chi thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sắc giới, à, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc, à, và có thể tạo trữ những cái công đức phước báo, và tạo trữ những cái pháp độ parami từ thấp đến cao, à, từ, à, bờ bên, bờ trên, à, cho đến bờ cao thượng, à, để đạt đến con đường giải thoát. Cho nên á, là tất cả các cái vị Bồ Tát đó, à, sau khi mà thực hành tròn đủ về các cái pháp độ thì các cái vị này đó, à, sẽ về an trú ở cõi, à, đầu xuất thiên, à, còn gọi là đầu xuất đà. À, thì các vị an hưởng ở cái cõi đầu xuất chờ cho đến khi các điều kiện đầy đủ, à, về dòng tộc, rồi cha mẹ, rồi thời kỳ cái tuổi thọ của chúng sanh, à, tất cả những cái điều kiện mà nó đầy đủ như vậy thì cái vị Bồ Tát, à, sẽ nguyện ngưng cái tuổi thọ ở trên cõi trời để, à, giáng sanh xuống cõi nhân loại để tu tập, à, cái đời sống cuối cùng và chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác, à, để đem đến cái sự giải thoát. À, thành ra đó, à, chúng ta biết rằng dù cái cõi chư thiên á, là, à, nó hưởng những cái quả sung sướng, nhưng, à, ở đó đó, à, không có đưa đến sự giải thoát. À, ngược lại ở cõi nhân loại chúng ta thì nếu mà những chúng sanh, à, nhiều phiền não do vô minh chi phối, à, do vô minh si mê chi phối tạo những cái ác nghiệp thì phải rơi xuống cảnh giới khổ đau. À, những chúng sanh có trí tuệ, có sự hiểu biết thì cố gắng nỗ lực tu tập, tạo trữ công đức phước báo, à, gìn giữ, à, năm giới, à, tám giới, phát triển cái thiện sự, à, tạo những cái nhân lành, à, thì có thể, à, đạt đến những cái cõi, à, chư thiên, phạm thiên. À, và cái quan trọng rằng chúng ta tạo trữ công đức phước báo để hướng đến cái con đường, à, giải thoát, à, chứng đắc được các cái, à, tầng thánh, à, hữu học, hoặc là đạt đến thánh lậu tận, đó mới là một cái mục tiêu cao cả. Còn nhờ sự nỗ lực chúng ta, à, tu tập đạt đến
tính cái cõi chư thiên phạm thiên chỉ là những cái cõi nương gá tạm thời. Nếu mà chúng ta không có đời sống an ổn thì chúng ta khó có bề mà có sự tu tập. Bây giờ nếu mà những người mà cùng cực cực khổ quá mức, vật thực không có, trú xứ không có, thuốc men không có, những cái điều kiện tối thiểu nhất mà không có thì làm sao mà tu. Cho nên những cái người mà có điều kiện đời sống tạm ổn, có trú xứ, rồi có vật thực nuôi sống, rồi có những cái điều kiện tốt đẹp, thì những người này mới có điều kiện để mà tu tập. Cho nên là cái mục đích mà thực hành bát quan trai giới để đạt đến những cái cõi chư thiên đó là chỉ là tạm thời, để chúng ta có điều kiện để nỗ lực tiếp tục tu hành. Còn cái con đạt đến thánh đạo thánh quả mới là cái mục tiêu quan trọng. Thì trong cái bài này còn một đoạn nữa, thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học và sẽ kết thúc cái câu 70 các lễ Ubosatha vào cái buổi học ngày mai. Và hôm nay thì chúng ta học phần này để chúng ta biết về cái lợi ích, cái quả báo của cái vấn đề mà thực hành đầy đủ tốt đẹp 8 cái chi phần của bát quan trai giới sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp như vậy. Thì ngày mai sẽ tiếp tục học. Và bây giờ thì xin chia sẻ với đạo tràng đôi điều, những cái điều hiểu biết trong cái phần chánh kinh do Đức Phật đã giảng dạy. Và sau đây thì cũng xin mời kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm, hay là hoặc là có những cái thắc mắc ở trong cái bài học ngày hôm nay thì cùng nêu lên để chúng ta cùng trao đổi, để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Với phước báo này kính cầu chúc chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết để áp dụng vào trong đời sống cho được tốt đẹp. Và trong những ngày trai giới, ngày rằm, ngày 29 hoặc 30, đó là những ngày quan trọng. Hoặc là nếu mà kể nhiều, kể rộng hơn, thì có ngày mùng 8, rồi ngày rằm, ngày 23, rồi ngày 29 hoặc là 30. Thì tùy theo, nếu mà những cái ngày những ngày trai giới mà chúng ta cố gắng thật nhiều, thiện thật nhiều, thì cái phước báo nó sẽ to lớn, tùy theo cái sự thực hành của chúng ta. Rồi nếu mà những cái người mà có điều kiện xuất gia, trở thành tu nữ, hoặc là những cái người mà có thể là tự nguyện bát quan trai giới, mặc dù là ở cái đời sống là người cư sĩ, nhưng mà bây giờ mình tự nguyện mình gìn giữ suốt cả đời, thì nó sẽ đem đến một cái lợi ích rất là lớn lao trong hiện tại này. Thì chắc chắn với cái sự nỗ lực tu tập thì quý vị sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, an vui, tránh khỏi những cái cảnh giới thấp thỏi, khổ đau, trong đời sống hiện tại được an ổn do nhờ nương vào chánh pháp, thực hành các cái thiện sự. Và với cái sự nỗ lực này đó, nó là nhân, là duyên để quý vị đi đến những cảnh giới tốt đẹp trong tương lai. Và chính nhờ những cái điều này,
những cái đời sống tốt đẹp này, chúng ta phải có cái chí nguyện là nỗ lực tiếp tục tu tập. Chúng ta không dừng bước để thụ hưởng các cái tài sản ở thiên giới, những cái thiên sản thiên lạc. Chính những cái này á, thì khi mà hết phước nó cũng có thể rơi vào những cái cảnh giới khổ đau. Chỉ khi mà chúng ta đạt đến những cái tầng thánh thấp nhất là những tầng thánh hữu học tu đạo quả chăng nữa đó, thì cái điều kiện để rơi vào bốn khổ cảnh nó hoàn toàn chấm dứt. Thì lúc đó đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực tu tập để đạt đến đoạn tận tất cả những lậu hoặc để giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều, cầu mong tất cả khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc và nỗ lực tu tập ngay trong đến hiện tại. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ bây giờ thì xin đến cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Sư đã từ bi hoan hỷ giảng giải bài học hôm nay rất là thâm thúy. Đó là mà muốn sống một đời sống an vui hạnh phúc, muốn có một đời sống an vui giải thoát, đó là phải giữ phải bố thí, phải giữ giới và tu tập. Nếu những ai có những thiện tâm như là bố thí thì được an vui, rồi khi chết đó thì được sanh về những cõi trời dục giới hoặc sanh về cõi người có phước ha. Rồi hơn thế nữa, những ai có giữ giới, căn bản là ngũ giới bát quan trai giới, nếu mà những ai có thực tập giới thì tâm của người đó nó sẽ cao thượng, nó sẽ được đoạn trừ tham sân si, được sanh về cõi trời cao. Và hơn thở đó là tu thiền định thiền quán. Vì nhớ tu thiền định thì nó có những tầng thiền định đó, tức là bát định đó. Đó là thứ nhất là nhất tâm. Ví dụ như giờ tu thiền định quý vị niệm Phật đi. Niệm Phật là đề mục thiền định. Nếu mà người nào mà có nhất tâm niệm Phật á, người đó tâm của người đó sẽ được an ổn đó. Rồi cái tầng thứ hai đó là hỷ ha, người nào mà có niệm Phật liên tục á, phiền não nó lắng động thì hỷ, tâm hỷ nó phát sanh, người đó rất là an vui. Rồi cái thứ ba đó là an lạc. An lạc này nó cao hơn cái tâm hỷ nữa. Rồi người này tiếp tục niệm Phật thì nó có cái định, gọi là định tâm á. Khi mà tâm mình đã định đó, thì mình với đề mục là một, mình không có nghĩ gì khác. Cái đề mục đó, ví dụ đề mục đó là niệm Phật, hoặc là cái đề mục nó là hơi thở đi, cái người đó với lại cái đề mục nó là một, mà tâm nó không có sanh khởi, tâm thiện hay bất thiện thì nó không có sanh, cho nên trạng thái tâm này nó rất là định tĩnh. Như vậy là bốn tầng thiền rồi phải không? Nhất tâm nè là tầng thiền thứ nhất là hỷ, thứ ba là an lạc, thứ tư là định. Rồi bốn tầng thiền là không vô biên xứ. Khi nào mà cái người mà người ta tu thiền định đó, tới đây nó định được rồi đó, người ta lấy hư không đó, làm đề mục thì thấy tâm mình nó rỗng lặng lớn như hư không vậy đó. Rồi cái thứ tiếp là thức vô biên xứ.
tức là cái hay biết, tức là cái nhận thức đó, hay biết ở cảnh nó tới đâu, pháp nó tới đâu là ngài biết tới đó. À, mà quý vị biết tất cả đều là pháp mà, phải không? Thì cái tâm này nó rộng lớn lắm, những gì sanh khởi là nó biết hết, pháp nó tới đâu cái biết nó tới đó. Rồi cái kế tiếp là vô sở hữu sức. À, tu tới tầng này đó, người này thấy tâm của mình nó thật ra nó không có sở hữu được cái gì hết đó. Cái pháp nó sanh, cái pháp nó tự diệt rồi. Rồi cao hơn nữa đó là phi tưởng, phi tưởng xứ. Tưởng là cái sự nhận thức cái gì, những cái gì mà mình đã biết á, những gì mà mình đã trải nghiệm á, thì lúc này nó không có sanh nữa. À, rồi cũng có khi nó sanh, phi tưởng là không sanh, rồi có khi phi tưởng, à, có khi nó có, tưởng nó khi có khi không. Vì vậy hiểu cái chữ tưởng, tưởng là những gì mình đã trải nghiệm, những gì mình đã biết, hoặc là những đã học. Bây giờ mình ngồi á, cái nó trạo lên lại, nhớ lại, thì cái lúc này á, người mà có tâm mạnh, tâm định mạnh, cái tưởng nó không có phát sanh, tâm nó an tịnh lắm. Rồi có khi mình phải sống, mình phải dùng cái tưởng chứ. Thành ra cái tầng thiền cao nhất gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là bát định, bát thiền, bát định đó, 8 tầng thiền. Thì quý vị tưởng tượng nha, nếu mà mình sanh á, quý vị mà tu thiền á, khi mà mình chết á, mình sanh về những cõi trời rất là cao, 4 cõi thiền sắc giới và 4 cõi thiền vô sắc giới. Thì bốn cái tầng thiền mà sắc giới á, trong mỗi một tầng như vậy nó có 4 cõi trời trong á, mà 4 như vậy á, mình nhân với 4 là nó thành 16 cõi trời, với lại 4 cõi trời vô sắc như vậy là nó có 20 cõi trời. Đó, cho nên cái chuyện mà tu tập thiền á là nó phước báu vô cùng. Cái chuyện bố thí thì nó phước rồi đó, bố thí thì nó trị được tâm tham, tâm bổn sẻn, thì cái người này nó có cái tâm từ đó, thì ngồi thiền thì nó tốt, nó giúp cho mình hành thiền rất là nhẹ nhàng, dễ dàng. Cái thứ hai, người nào mà giữ giới á, thì tâm của người này á, nó được bình tĩnh, nó không có hối hận hối tiếc, nó không có trào cử. Cho nên cái người mà có bố thí, có giữ giới, rồi có hành thiền, thì cái thiền định, thiền quán á, nó rất là nhẹ nhàng, tại vì nó không có nhiều cái tham sân si, nó chỉ có thiện tâm thôi. Mà mình tu mà tâm mình nó thiện lành đó, thì mình đang vui, phải không, nhẹ nhàng. À, chứ cái người mà không có bố thí, không có tam quy ngũ giới đó, họ tu khó lắm quý vị. Khó lắm, tại vì họ đầy tham sân si à. Cho nên mình phải tập bố thí, rồi tam quy ngũ giới, rồi thực hành thiền, thiền định, thiền quán. Thiền quán thì nó giúp cho chúng ta có trí tuệ, trí tuệ thấy được các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Mình thấy các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, mình không có chấp thủ, nhớ ngàn không có chấp, chỉ đơn thuần là thấy biết nó thôi, thấy biết nó sanh, nó diệt, thấy nó khổ, thấy nó là vô ngã, rồi từ đó đó mình không có chấp. Mình không có chấp thì mình được an vui giải thoát ha. Dạ, mô Phật. Bây giờ là 10:21 rồi. Bây giờ mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Ngồi thiền 5 phút. Rất là đơn giản quý vị. Chỉ đơn thuần là ngồi hay nằm, quý vị biết cái thân, biết tâm mình. Thấy cái thân nó thở, hết. Biết hết thở, biết thở. Ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, thân mình đau biết nó đau, an biết nó an, vậy thôi. Chỉ đơn thuần là thấy biết, tâm mình nó sanh khởi,
Thiện thì mình biết nó thiện, bất thiện mình biết nó bất thiện, không có chấp ha, chỉ quan sát nó thôi. Thì thôi từ từ á, tự động nó sửa lấy à, cái gì bất thiện khổ đau từ từ á nó sửa thành thiện à. Khi mà nó thiện nó lành rồi đó, rồi nó sẽ vô được cái an lạc ha, định tĩnh. Nhớ ngàn tâm mình thiện mình biết nó thiện, mình bất thiện mình biết nó bất thiện vậy thôi. Giống như là động mình biết nó động, mà nó tịnh mình biết nó tịnh vậy thôi, không có chấp ha. Rồi mời quý vị ngồi 5 phút. Dạ, yeah. Mô Phật kính chào đạo tràng.
5 phút chánh niệm đã trôi qua. Thưa quý vị, cái điều này nó rất là quan trọng và nó rất là hay, rất là quý báu nha quý vị. Đức Phật dạy đó, mình phải tập chánh niệm. Mình chánh niệm, niệm là sự ghi nhận hay biết mình làm gì, mình biết mình đang làm cái đó. Khi mình đi, biết mình đang đi, mình biết mình niệm trái bước phải bước, trái bước phải bước. Mình rửa chén, mình niệm rửa. Rồi mình ăn, mình niệm lấy, nhai nhai, nuốt. Rửa mặt, mình niệm rửa. Mình ngồi thiền định, mình ngồi hít thì mình đã hít, thở mình biết thở. Khi nằm, biết mình đang nằm, hít biết hít, thở biết thở. Niệm đó, mình niệm như vậy đó, thì tâm mình nó kéo trở về với hiện tại. Và cái hai là chánh là đúng, là thật. Cái thật đó, cái đó nó là vô thường, khổ, vô ngã. Khi mình đi, mình thấy cái chân mình đã bước trái bước phải bước, đó là vô thường, là khổ, nó vô ngã, nó là không phải của tôi. Giờ lấy cái hơi thở đi cho nó dễ. Ví dụ lấy hơi thở, mình niệm hít thở, mình niệm thở, mình thấy nó sanh nó diệt, nó sẽ diệt, đó là vô thường. Mình thở, trong hơi thở nó có cái khổ. Khổ, nếu mà mình không thở đó là mình chết liền. Nó vô ngã, mình không có quyền, mình không có biểu nó ngưng thở được đó, mình không có quyền, cho nên nó gọi là vô ngã. Đây không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cho nên nói về cái thân á, mình làm gì mình niệm cái đó, thì tâm mình nó kéo về hiện tại. Rồi cái tâm của mình á, nó thiện hay bất thiện, nó sanh khởi, mình niệm đó. Mình giận cái mình niệm giận nè. Mình ghét, mình ganh tị, mình niệm ganh tị nè. Bổn sẻn keo kiệt, mình niệm bổn sẻn nè. Hối hận, mình niệm hối nè. Giận cái mình niệm giận nè. Nó hay lắm quý vị. Mình niệm được một cái là mình, tức là mình chụp được cái tâm là nó ngưng liền nó ngưng liền. Thì cái chỗ này nè, cái hay dở là cái chỗ này nè, cái người mà có trí đó, họ thấy những cái tâm bất thiện này nó là khổ. Khổ, nếu mà mình tạo ra một cái nó qua thân khẩu ý, nó qua thân khẩu á, là tạo nghiệp khổ. Cho nên những người này phải tác ý khôn khéo phải chánh niệm, phải biết nó là nghiệp, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Đó, mình thấy nó khổ, mình buông có người thấy nó vô thường, nó đến là nó đi thôi. Có người thấy nó vô ngã, đây không phải tôi, không phải của tôi. Thì từ đó, cái tâm mình nó sẽ chuyển, nó chuyển từ bất thiện thành thiện, rồi từ thiện đến giải thoát. Dạ 30 rồi. Thay mặt chư tôn đức kính chúc quý vị được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Tất cả hạnh phúc hành đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ ơi đức của chư Phật, gia nhờ ơi đức của giáo pháp, gia nhờ ơi đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tánh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, kính thưa đạo tràng, buổi học hôm nay đến đây là vừa phải lẽ. Ước mong gặp lại tất cả quý vị vào tối mai, tối mai giờ Hoa Thịnh Đốn 9 giờ. Lớp học có 9 giờ tới 10 giờ rưỡi. Và xin kính chào tạm biệt quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Xin kính chào ạ.